ai ôm gì đây? Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh? Áo ai bay hờ lẫn tí vào đêm. Trời mùa xuân hay cũng khói ăn. Em không lại anh từ đồng sau tay anh cứ hẹn ai. Rồi hãy ghé lắm quý vị. Và bây giờ mới bắt đầu thở vì mình hãy cho bé trên tập trung cho số. Số gì ra? Giờ số luôn mấy anh đôi mấy? Ơi số gì ra em hay gì ra hai gì đây em ngã xuống như bao chàng cũng suy sao nè cuối cùng em là những ngôi sao tàn tiếng em mà dặn nát bao tàn nhiều mãi đời đời là con băng Việt Nam 28 sao sân khấu rồi đó 28 mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra một đời gì ra cờ gì ra mấy gì ra mấy gì ra tiếng chạy cua đầy lùi đêm chắc chẽ có ai đi về phía những hàng cây bởi dù đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay dùng điệu múa bằng trai 52 số đã có mấy cái là mấy tiền ra cái là mấy tiền ra số đã có mấy số tiền đây số tiền đây cô gái đỏ ngang đưa anh chàng qua bón lòng cô chuối thích xuân nghiệp cây máy kèo các dòng họ reo theo dòng mà nước chảy 47 47 mấy gì đây năm gì đây chuyện tình ta đây ta đi vào trong giấc mơ để mình em bao bao nỗi u buồn phút yêu thương bên nhau còn đâu với anh cho riêng em lòng đớn đau 56 cái 56 bụi gì ra năm con 15 còn 15 con 15 còn 15 con 15 con 15 con ba gì ra ba gì đây ba gì ra ba gì đây thân em như tấm lụa đào phớt phơ giữa chợ tiếp vào mà tay ai 32 con 32 32 có 32 số gì đây có mấy gì ra mấy gì ra có 10 gì đây 10 gì ra bập bùng lửa khuya trong màn đêm nối rừng nhịp trống vang chỉ cùng hồi đêm nay ngô sáng khoai xương đồng ngọn ta uống say vui lễ hội rừng thịnh hôm nay bước nhịp múa cười đùa vui gái trai bên ánh lửa rừng thông lo cao cho con 16 con 16 thì con 16 con 16 đã thấy với tất cả các người đẹp đã hết vé rồi và bây giờ mến mời cùng đợi với vì mình ăn cái vé trên này tập trung do số mấy gì ra mấy gì ra mấy gì đây mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra nhẹn nhau nhìn nhau vui vui nhìn nhau nhẹn nhau nhìn nhau chào từ đại ta cánh ta không còn ta cháu thấy nhau từ giá lên trường em đi xứ xa anh ở lại quê nhà cho đồng em nhớ thương hội học tăng không phải là gì chẳng lan cho đôi mà chia ly anh đi vì quê hương anh đi ngoài gió mưa ta xin thông báo và có một vị khán giả làm rơi một chiếc chìa khóa ai có nhặt được vui lòng cho em xin lại và chủ nhân sẽ được hậu tạ hết thông báo do số tiếp mấy gì ra mừng gì ra cái này mừng gì ra lại ơi chim tao ba mấy bà quan ngăn à tay thằng đánh mai dưới tình mà quý mình à bác bảo cho chị tìm thấy không mà mang chân à mẫu mà khỏi chết ta liền nghe qua ôi sao mà
bảy con gà trong gai, ngó xa xong thì tương lai còn o, họ tay vô chỉ có nghe giật mình. Còn cô Trinh, còn cô Trinh, còn cô Trinh, còn cô Trinh, mấy gì ra mấy gì đây, con số chín cũng ở gì ra, còn ở gì ra mấy gì đây. Chúng đây 37 37 37 thì là 37 37 mấy là chúc chớ hay đây thì nhà có lời nhắn gửi cho em nè. Tác nhạc, tác nhạc Kim Vàng có lời nhắn gửi nha. Bà cố nội cha mày có quỷ cái hồi nách, mày lén lén tao ra khỏi cái đoàn là mày lấy ruốc tao mày mang nha mày nha. Trời thật ơi, nó coi lại kia mà nó gửi tin nhắn cái chữ. Tao nhai đầu mày, tao rút cái sùng mũi mày ra, tao gọt thành hai cái hút nhỏ, tao ghim lên sọ mày cho con quỷ cái. Đó, toàn bộ đó. Trời thật ơi, trời, nó coi qua lại kia mà nó thấy đôi rút của nó, con này nó mang nó nhắn cái chữ vậy đó. Tao nói với mày rồi, đừng bao giờ đụng đồ con đó. Cái đôi rút của bà có giá 150. Trời con. Nè có giá luôn nè. Tay ơi, tay mà sao thấy ghê quá, buồn sẵn hiếu đạp thấy ghê quá. Hồi nãy bung à, bung cái đế ra đánh đi nghe nó chữ lại nè. Mày lén lén tao ra khỏi cái đoàn, mày mang nha mày nha, đó này là đôi thứ hai rồi nha. Tao mà về sân khấu là tao nhai đầu mày, tao rút cái sùng mũi mày ra, tao gọt thành hai cái hút nhỏ, tao ghim lên sọ mày cho con quỷ cái, ném nó bước lên trên hồng chả tao đen. Trời ơi, khi mà người ta tức giận, người ta làm được những chuyện rất là kỳ diệu. Một cái sụn mũi tay lớn như vậy mà nó rút ra, nó mài được thành hai cái gót dài. Chỉ có chừng con này nó đổ đi nóc cho chồng hết, không phải sụn đâu. Không, có nhiều khi nó rút thêm cái sụn của con Na. Tại Na giữ đồ đâu. Rồi, à, đúng rồi. Vậy mà. Hả? Cái đứa vậy bạn ngay bây giờ. Em có người ta hướng mắt về sân khấu đầu dò tiếp của vậy ơi. Mấy gì ra mấy gì ra số gì ra mấy gì ra hai gì ra hai gì ra ba con thường treo cháu ba treo sao nè người xin thường hay giấu kính nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn cháu ba 23 mấy gì ra mấy gì ra chiếc xe mini dài mà 20 thước quan huyện ngồi trước chứ em đang ngồi sau hai đứa chở nhau đi về mà thốt nô 51 là dịch là hơn có hơn không không có hơn có hơn hả có trở lên đây lẻ lên hả trời đất ơi cứ nói con này nó bị đuôi mà không ai tính chân á ta đứng dưới ta giơ tay gần gần nhưng mà hỏi có không mà cái nết kinh ngộ luôn. Ai vậy? Cái gái này nè. Sao con gái thì ta phải vậy rồi. Ủa con gái sao có râu? À xin lỗi anh. Thấy thấy người ta liếc chưa? Liếc rất là đàn ông vô. Đó, chập nó đi. Dạ. 37 năm chưa qua. 37 có 1. 51. 51 đâu? 51 có chứ cái gì? 51 có ra. Mới kêu á, mới kêu dẫn cầm á. À dẫn cầm hả? À. Ôi vậy là hai đứa không đưa nhau hả? Tại nó giữ á. Nó giữ hả? Bóc đẩy thì chứ đi, mày già lắm rồi đó. 54 thì kêu qua. Cái nào? Ủa, 37. Cái này. 23. Cái 3. 12. Cái đủ. Dòng lợi 10. 19. Trời. Cái gì? Trời, cảm ơn anh. Trời, vẫn là 51, 37, 23, dòng 12, dòng lợi 10, 17. Vâng, chỉ có một bài hát cho đến nhà bên dưới cho một đội này thì một bài hát bầu ơi bí ơi mới sáng không biết đường ra nè. Ê, bầu bí mà nấu với canh đâm heo quá là vui lắm nha. Thôi đúng rồi rồi không có đa đâu mà quên lời có năm mà đơn quên.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị mở thưởng nha. Ai có vé một loại này và ai chưa có nhu cầu ủng hộ thì chúng ta vẫn kịp thời gian giơ cao tay lên. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị ai có vé bắt đầu mở thưởng. Lớn lớn ơi, số gì đây, số gì đa, số gì đa, số đa con mây, số gì đa, số gì đa, số gì đây. Rồi chúng ta nhân viên chúng em còn hai vé nữa thôi. Ai ủng hộ cho em vé tay đây, đây ơi. Bên đây nè, lại ơi, lại bên đây quá đây, đây nè chị. Dạ, nhìn cái bóng tay em đây. Ờ đó, bên này đây nè, đây thôi cơ, thôi cơ. Giơ tay lên. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Nghe tiếng mang của con lòng mẹ đây. Đàn tiếng của con trong nắng tắt suy tư lòng mẹ đây. Lòng nào có tiếng má. Lòng nào mẹ mà lại đi ghé riêng con mình à. Cầu mong trời gió thương à. Đành là chưa đói cách xa đành cam con số 8. Còn số 8, còn số 8 cho lớn đi ạ. Còn số 8, còn số 8. Còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8 tôi đã còn mây. Cùng từ đây sao nhắm tâm bài chi lá lai. Ai nhớ hôn trong ngày dặm dặm. Ngày được châu có nhau chung đánh lòng. Dù sao nhắm tâm đã hứa là ngày mùng 3 tháng 5. Giúp chung đường trở lại về. Sao ai nỡ về thì đông thề. Bài thi lá lai nỗi đau của lòng. Lòng tình thâm. Còn số 5 chính số đây là không số. Còn số 5. Còn số 5. Số gì đã vẫn ở mãi trên cao làm sao đổ nàng cho tới dạng dặm phút tương tư vì ai tiếng mỏ ngân lên chỗ này giờ quanh nhiêu vì lâu nay nóng trong tình nàng bao đây chẳng nở quá vì ngày qua nóng trong tình người con 20 con 20 con còn 20 số gì đây có mấy gì ra mấy gì ra một ngày trời sang đông mà lòng vẫn ấm trên môi hồng một người ngồi đời mong ngọt ngào em đến trong lời ca mái tóc em sang nơi như làng sao trời tiếng hát ôi sự nghiệp cho anh đắm say là con số 7 con số 7 là con số 7 con số 7 mấy gì ra mấy gì ra tuổi em còn xuân nhưng bông hoa mới nở ông bướm đợi chờ bao kẻ mà ước mơ không hờ kéo không là nguyên khúc còn số 4 còn số từ còn số 4 còn số từ còn số 4 mấy gì đây mấy gì đây số gì đây ở dưới quê làm ăn mà không khá anh lên Sài Gòn anh đi bán sữa tươi còn 60 nguyên 60 nguyên 60 nguyên 60 còn mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra ở dưới quê làm ăn mà không khá em nên qua vậy bà em đi bán bánh ừ con 39 39 39 39 39 39 số gì đây số gì đây số gì đây số gì đây đừng nuôi giang tay nuôi lại đi xa ta đi dòng tay lớn mãi để đôi sông hà mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau bao la quê cuộc lên đồng bàn tay còn 18 còn 18 còn 18 còn
tăng mấy gì ra số gì ra số gì ra số gì ra số gì ra về sau tăng tăng sẽ thương mang sầu đau ba mươi sáu 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 mấy gì ra mấy gì ra có ai đợi chưa đợi hàng mấy đợi hàng mẫu em chưa hàng bốn bốn gì ra bốn gì ra bốn gì ra bốn gì ra cuối rồi cái miệng hoàn nhiệt tình nha, chúc mừng chị ba mình số 42 một người thôi. Dạ. Nó đưa cái nách đó hả? Trời ơi con mày thiệt chứ. Dạ 42 giờ kia qua. Cái gì vậy bà nội? Con phải đủ nghèo hả? Trời ơi là trời. 42 giờ kia qua. Trời Phật ơi. Có một ông lót cái xếp bằng hai cục đá ông nội. Nó tính lấy cục đá nó đập đầu cần á. Vậy hả? Trời ơi. Tại lỗ mũi mày bự nó ghét. 20. Có 2. 18. Có 3. Số 5. Đúng. Hợp lệ. Và xin chúc mừng chị một chủ nhân duy nhất 1208. Ê nó nghe nè. Phát lương phát bằng tiền Việt chứ không phải tiền đô la ăn thủ nội. Thành ra làm ơn kiếm gì kim em nó hư cái lo à. Chị không ấy chị lấy cái bài. Cái lo là chưa góp hết đó cha. Rồi thưa quý vị, ngay bây giờ dòng loại cuối cùng thì không mất thời gian với tất cả quý vị. Hồi nãy giờ quý vị có ai có bé mà bỏ vô chưa bỏ vô quý vị chạy lên lẹ lên bỏ dòng cuối đem cho cái thùng ra đây đứa ơi, đem hai ghế ra đây để lên nè, chân chân lại tay nè mấy đứa, chân chân lại tay hả. Dạ hồi nãy giờ ai mà có bé mà chưa bỏ vô thùng chạy lên bỏ giùm em quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một vị khách may mắn nhất của buổi tối hôm nay đó quý vị, mà hồi nãy giờ sổ lô tô mà không có may mắn trúng thưởng đó. Đây là cơ hội cho tất cả quý vị nha. Rồi ai chưa bỏ bé vô, dạ nhanh chân lại tay hỗ trợ bỏ giùm em. Rồi trong khi đó chúng ta sẽ một chủ nhật là cuối cùng và đánh chính của người đồng quý vị nha. Rồi bỏ vô con ơi. Dạ xong chưa, xong chưa, chưa nè, bỏ đây cái thùng con lại xếp này, xếp gọn lại đường nè. Rồi xếp gọn lại nha, bỏ vô quý vị nha. Rồi xếp gọn lại bỏ vô nha, xếp gọn lại bỏ vô. Dạ mình để bông thùa á, có không có dính. Dạ rồi đó. Và sau khi mà quý vị đã bỏ xong hết càng sẵn vậy nè, cái bắt đầu người ta lên đọc tên rồi liền luôn. Nó gọi là ăn gian đó. Cái bữa sau khán giả chặt tay chị kêu số á, kêu số á mà phải dán keo đây nè. Người đàn bà bị cục một bàn tay là tôi kim lại đó. Bữa sau đó gì đó, nhanh chân lẹ tay nó bỏ vô giùm em. Dạ bỏ xếp, vô xếp một cái tay vô rồi. Rồi xong rồi quý vị đã bỏ hết chú vậy. Và trong khi đó có ai chưa? Trời, không có. Trời ở đâu vậy bà nội, trong cái hang động của bà vậy? Còn nữa gì ơi, cứ từ từ nha. Từ từ rồi để đây đi, rồi mọi người cứ tránh ra chỗ khác đi. Rồi cứ bán vé đi nha. Rồi nhân viên mình hỗ trợ bán vé một lùi dùm dụ dùm làm lợi cuối cùng đi. Nhanh lên. Rồi trong khi đó thì chúng em sẽ đang phục vụ dịp lợi cuối cùng quý vị. Mọi lời bé chỉ có 10.000 đồng quý vị nha, ủng hộ nhiệt tình cho bổng đợt quý vị nha. Còn lời cuối rồi, còn lời cuối rồi. Nó nghe nè, hai bà được rồi. Rồi, chị qua đây với em. Con trai, con yeah, bỏ yeah, yeah, đi. Yeah, 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 kìa. Cái gì? Ba đêm em. Đó. Giỡn đó mà không coi đó. Giỡn mà không coi chúng mấy đứa nhỏ đó. Dân ơi, em có thể giúp chị mà trộn cái này lên không? Bán vé đi nè mấy đứa ơi. Trời đất ơi, con quả còn quá trời kìa. Bỏ dưới đây em. Xếp lại cưng, xếp lại. Chị ơi, chị Na ơi, chị đừng có té đứa nhỏ đó chị. Đẻ đời nông nghiệp đó. Xếp lại bỏ vô. Nhanh chứng lại tăng. Kéo chị Na vậy đi. Trời, gãi xương ba mấy giờ. Trời ơi, Na ơi. Trời ơi, ghê. Chuyện gì? Rồi rất là nhiều vé cho quý vị, đầy cái thùng luôn. Quý vị, và trong khi tụi em
đang tổng hợp vé trên này thì rất mong quý vị sẽ ủng hộ vé một lần cuối cùng quý vị nha. Mà tới 40.000 đồng thôi, còn lợi chót thì ủng hộ rồi, thì cảm ơn con nha. Rồi xong chưa, xong chưa? Rồi xong chưa? Rồi bây giờ chị Lộ trộn đều lên, chị Lộ ơi. Rồi trộn lên đi, dạ mẹ đưa con mẹ. Rồi. Rồi, rồi chị Lai. Tay chị bẻ. Em cũng xin mời một khán giả bất kỳ bước lên sân khấu để hỗ trợ. Chọn có đã thăm giùm em. Ai quý vị? Rồi chị Lai tay chị khỏe, chị Lai trộn đều lên, hồi đó chị trộn hồ dữ lắm. Rồi tay ra má ơi. Rồi chị bóc. Rồi tay ra. Rồi chị bóc lên. Cái gì vậy? Có cái vật thể lạ của ai vậy? Bà đủ cha đó. Trời ơi là trời còn hơn ẩn thuật nữa. Rồi thôi nói chung là em được giải rồi phải không? Rồi cái này của em được giải. Rồi không, cái này của em không có ghi tên. Nhưng mà chị hửi cái mùi đi, hửi chị biết liền. Hửi mùi của em. Thế, rồi lấy gấu bông về nha. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn gia đình, cảm ơn quý vị cả. Cầm thôi, đừng có kẹp vô nách. Con gấu á, còn cái này mình muốn kẹp gì đó thì kẹp. Rồi em nhờ một quý vị. Đi ra. Ôi trời, chị chó má ơi. Rồi. Không được con, để đèn hè, bữa trước con đến rồi, bữa nay người lớn nha. Xin mời một người lớn. Trời ơi má ơi, cái thằng nhỏ nó đứng nãy giờ nó đợi rung người luôn. Không được con. Không được, để đèn người lớn hồi nãy có không? Qua để lần sau nha con. Rồi lên, lên em lẹ lên. Biết sao? Trong khi chờ đợi quý vị cũng cũng mang bóp nữa, mang đồ con trai nữa, cô lộn cho bóp số. Sắp đây là tào lao rồi đó. Phút này là tào lao rồi đó. Sửa kiến lẫn rồi đó. Mày sửa cái mặt kia mày ngu luôn á. Tự nhiên ra mặt đồ trai gái có liên quan gì với vụ bóc số. Nè gái nè. Con gái mặc đồ gái bình thường. Ý là sao vậy trời? Tao nói chuyện với mày hơi ngu luôn á. Bà đồ trai mày không bán vé mày ngồi đó chứ mày người ta than bây giờ à. Ê mua chơi tay cho mày cái gì? Nè. Bà đuổi mẹ. Ai sao quá mà mày nói con này. Tao nói mày á. Bây giờ người ta có danh hiệu rồi đúng không? Danh hiệu gì vậy? Người ta là hoa hậu trái đất. Đội Dương Miện rồi đó thì biết không? Không không, không phải nói em không phải hoa hậu trái đất. Em hoa hậu trái cốc. Rồi, bây giờ xin mời em gái sẽ trộn cái thùng mà thiếu chúng ta lên trộn lên em trộn lên. Hồng tay vô sau vô trộn lên. Sợ, sợ cái bọc thể lạ đó em lấy ra rồi nha. Rồi, sau, lên. Quấy sau vô em. Quấy sau vô. Sau vô. Rồi, quấy bóc, lên. Bóc đạn quấy lên. Đừng quấy hơi thủng cái lùng. Thủng cái lùng. Thủng cái lùng là gì? Cái lầm. Cái thùng. Leo lùng. Lũ cái thùng. Mình nói là thủng cái lùng. Trời ơi trời. Lẻo lửng mà phá thì cái còn đau không? Nhanh lắm. Rồi nhanh lắm. Cái gì cầm cho mấy vụ đó nhanh lắm. Mấy giờ nè. Mà quý vị nha, cái số này á, cái tên trong này quý vị phải còn có mặt ở đây thì mới trao giải nha. Còn đi về lại không có trao luôn tiên cho tất cả. Chị ơi, ví dụ như mà lấy cái vé đi lên là tên bả luôn có được trúng không? Không, không. Bây giờ trời ơi, hồi nãy đi lên thấy hai mí quay bấm số cái tự nhiên rung quá thành một mí luôn. Mấy đứa hồ thuật thẩm mỹ nhiều quá nó lẫn luôn gì thông cảm đi. Bây giờ này em ơi, bây giờ em đọc cái tên nè và một ba số điện thoại cuối thôi, ba số cuối thôi. Thúy hoặc Thủy, đọc hai tên luôn. Tên Thúy 028. Chị Thúy có số điện thoại đuôi là 028 có đây mà. Đó cái con hoa hậu cái cấu nó khùng rồi đó. Chở nó đi chích ngừa giùm đi. Mày bước lên đây. Có mà. Mày bước lên đây, tao cho nguyên cái thùng lên đầu mày liền đó. Có chị, phải không? Chị Thúy. Đúng không? Thúy ơi. Phải không? Thúy. Bảo biết tên phải luôn đó bà nội. Biết sao không? Mọi hợp, mọi hợp quá. Không sao đâu. Lên chị, lên đây. Rồi, bây giờ chị Thúy đọc lại giùm em số điện thoại nếu mà khớp. 8 số đầu nha quý vị. À, dạ. Đọc 6 số đầu, 6 số đầu. Dạ, 6 số đầu. 0972 910028. Dạ đúng rồi quý vị, 0972910028 quý vị nha. Đấy, chị Thúy. Chị lấy con gấu màu hồng, màu nuy, màu trắng hay là con gấu màu đen? Con màu đen rất đặc biệt nha chị. Con đặc biệt lắm nha chị. Con gấu đó là mình chưa xác định được giới tính đó chị. Chị, cái con này người ta mới làm phim á chị. Sắp chiếu á. Annabelle. Thôi chị giờ chị lấy cái gấu đó chị mất cười được luôn đó chị. Ghê quá. Ê hết vui nha, hết vui nha. Quà cháu quà cho chị mình đi nè. Thưa quý vị là ngay bây giờ ai có vé ở dưới vòng đời cuối cùng cùng hướng mắt mình sẽ không bắt đầu dò số của mình nha. Dạ, cảm ơn. Nhanh cười ơi. Cảm ơn em rất nhiều.
nha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chân lẹ tay nha, nha. Mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra. Tôi nói thiệt, cái sân khấu này không có tôi ba bữa dẹp liền. Cái gì vậy? Mày đi phỏng kệ mày chứ. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra. Số gì ra, mấy gì ra, hả? Chị Thanh đó, nãy giờ chị ra bán mắm không á, chị không có bán gì á. À, bữa sau chị Thanh bán mắm thôi, đừng hát ô tô nữa nha chị nha. Có mặt có gian ghê không? Mấy gì ra, chị bán em thơ lắm rồi đó. Mấy gì ra, số gì ra, đúng anh đại quá thân là trai con số 2. Con số 2, con số 2 hết giờ rồi mấy mày á. Con số 2, con số 2, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Con thì con giống ba, cả nhà ba cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười. Còn số 10, con số 10 anh đánh nhạc xong hát không được chưa? Con số 10, con số 10 mày gì ra, mày gì ra, anh hát lắm. Bốc vô luôn. Kêu đi anh đang chịu đựng nè. Xin lỗi em, ở dưới quê làm ăn mà không khá. Anh lên Sài Gòn anh đi bán, anh bán, anh bán chuối chị Nguyên sau 10. Còn sau 10, còn sau 10 còn người gì ra mấy gì đây. Ở dưới quê làm ăn mà không khá. Em lên Sài Gòn em đi mà bán cháo. Còn số 6, còn số 6, còn số 6, còn số 6 mấy gì ra, mấy gì ra. Thôn nô người nhân ai đôi thầu, người em chưa mới tâm có thương xin đợi chờ, nếu có về quê hương đất miền Tây nhớ thương em nhiều người em đi núi Sam. 28 số gì đây, có mấy gì đây, ba gì đây, có ba gì đây, ba gì đây. Ở dưới quê em làm ăn mà không khá, em lên Sài Gòn em đi bán khoai môn. Rồi 34, 34 cái 34, 34, 34 số gì đây, số gì đây, số gì ra. Cái nhà em vô là con số 1, con số 1, con số 1, con số 1, có mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ở dưới quê làm ăn mà không khá, em lên Sài Gòn em đi bán cám. 58, 58, 58. Kính thưa quý vị, mà con số may mắn chụp lời cuối cùng 42 cái gì nha. Trời ơi đó, ông ngồi trên lời cuối cùng. Chúc mừng anh, 42 gì có ba, 58 có 2, 28 có 3, số 10 có được 4. Rồi hợp lệ còn ai nữa mà. Dạ không, nhận quà mình anh luôn, chọn gấu luôn. Trời ơi, cái cưng quá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng loại với bé có cái chân gốc, có chữ tặng đó quý vị. Dạ bé tặng đâu quý vị đâu, giới lên giùm em quý vị. Dạ ai chơi năm bé chưa đưa lên giùm em luôn, ai chơi năm bé đưa giùm em sẽ có nhân viên hỗ trợ trò tiếp. Rồi mẹ ơi ở đó nha. Rồi các bạn ơi chạy xuống nè. Nó tới chồng này đi thay đồ hơn rồi, nó đóng tiêu hết trơn rồi đó. Nhỏ này tóc lên tóc giả mà lố. Xuống Lê Cần kìa, hỗ trợ cho Lê Cần nè, chạy lẹ lẹ chân lên, nhanh chân lẹ tay lên nè. Rồi thưa quý vị, là ai có bé trên góc ghi chữ tặng, quý vị cùng hút mắt về sân khấu bắt đầu giờ số quý vị nha. Sau vòng đời này quý vị may mắn nhận thưởng sẽ nhận được hai cái gấu bông lớn lận, cho nên quý vị hãy nhớ gọi cho thật kỹ nha. Mày gì ra, mày gì ra, phía bên đây có ai giờ phụ chưa mẹ ơi, có ai chưa ạ? Mày gì ra, số gì ra, mày gì ra, mày gì ra, em cầm qua. Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây, số gì đây, ba 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 gì đây. Em được con này, em bắt con này, con này bỏ chạy, con này chạy trốn. 34, 34 số đầu tiên, dòng
14, 24 cuộc đời gì ra mấy, gì đây mấy, gì ra. Cá rô ăn mông dưới đìa, kẻ đó người xuống biết gì mà tay ai. 42, 42, 42 mấy, gì ra ba, gì ra ba, gì ra. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, vui lòng đi chỗ khác mua. Em đây không bán sầu riêng, em đây chỉ bán tình duyên. 30 nguyên, mã 30, còn 30 số gì đây, số gì đây. Con 14 bán rụng, bán gì không biết nữa. Con 14 mấy gì đà. Bán đá khuya rồi vẫn ngồi mà đếm sau. Đếm một hồi thấy mình tào lao. Con 46, 46 là tâm vé cờ hơn. Xích luôn xin dừng chân. Ta la ta ta ta. Má em gì đà. Ta la ta ta ta. Cảm ơn quý vị, ta vòng lời khuyến mại với Lê Tăng cũng chính là chương trình lớn tới sơ của đầu tiên sơ và tân thời. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu cuối tuần đến với tròn và nếu con quý vị ra về có một giấc ngủ thật là thôi nhất. Và nếu quý vị có bắt rác được gọi điện thoại cho người thân đến trên sân khấu thì nha, để thời gian không lợi dụng dừng bóp phía điện thoại thì đáng khóc.